Xin chào các bạn, thưa các bạn, tại video này hôm nay Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm chơi pao bán dẫn mà các bạn đang có những cái pao bán dẫn hoặc là những các cái pao mono block bán dẫn ở trong gia đình mà muốn trải nghiệm với cái dòng Premaster PM02 của Khang Audio. Còn đang băn khoăn là không biết cái Premaster của Khang Audio có chơi được với những cái pao bán dẫn không, hoặc là chơi với nó thì chất lượng nó thế nào. Cái chất lượng âm thanh khi mà chơi từ cơ than, chơi từ CD, nó có cải thiện được nhiều cái âm thanh cho một cái pao của mình không? Thì tại video này chúng tôi đang có một cái pao bán dẫn Meracus Senio 1. Đây là một trong những cái đầu pao bán dẫn của Đức, sản xuất điện 100V để xuất Nhật. Và đây là một trong những cái pao mà với cái công suất mạch Class D được hãng của Đức sản xuất với cái cải tiến với những các cái giải pháp về mặt công nghệ rất là tốt để làm sao đó cho được cái âm thanh hay nhất, tốt nhất. Nhưng mà vấn đề còn lại là các bạn cần phải phối ghép hoặc là một cái dề bán dẫn hoặc là một cái dề đèn. Thì ví dụ các bạn chơi cái dề đèn của Luxman thì giá nó cũng khoảng độ 38-40 triệu một chiếc mà lại còn cũ đó. Thế còn dề bán dẫn mà lại dề Nhật thì chơi với những các cái pao này nó cũng không hợp lắm. Còn nếu mà các bạn chơi những cái dề đèn của Đức thì nó quá đắt. Chúng tôi cũng mua về để trải nghiệm ở cái hệ thống của chúng tôi, và chúng tôi cũng thông qua video này để chia sẻ với các bạn rằng là chiếc Premaster PM02 của chúng tôi giá là 12.500.000, phối rất tốt với nhiều dòng pao bán dẫn. Và thông qua cái việc mà phối ghép với cái chiếc Pre của chúng tôi thì những cái chiếc pao bán dẫn nó phát huy được năng lực của nó rất là nhiều. Thứ nhất là nó có thể là cho các bạn điều chỉnh được cái tín hiệu âm thanh, tăng giảm chép bát theo cái nguyên lý là mạch chèn ép để tạo ra cái hiệu quả âm thanh cuối cùng mà các bạn có thể nghe được chất lượng tốt nhất. Thứ hai là như các bạn biết đấy, trong những cái pao thì nó không có volume, pao trần thôi. Thế thì các bạn dùng cái Pre thì các bạn có thể điều tiết được to nhỏ volume theo ý muốn. Cái thứ ba là các bạn có thể tích hợp được với rất nhiều các thiết bị ngoại vi vào cái chiếc hệ thống này của mình thông qua các cái đường cổng chờ input của Pre của chúng tôi. Trong đó có một là giải mã quang, hai là Bluetooth, ba là phono, bốn là CD, năm là băng từ, sáu là các bạn có thể cắm các thiết bị ngoại vi khác, mà còn hai cái cổng mở rộng nữa. Và đặc biệt là cái chiếc Pre của chúng tôi ấy là chúng tôi còn tích hợp một cái đường ra để chuyên dành cho các bạn lấy cái tín hiệu cho ra loa súp, và cái tín hiệu này chúng tôi cũng đã khống chế chỉ chuyên cấp cái tần số super bass đến bass để cho các bạn khuếch đại thông qua các cái loa súp điện tử để tăng cái trải nghiệm với các đôi loa của mình. Và đây cũng là một trong những các cái trải nghiệm chơi bán chuyên cho những bạn nào mà đã từng chơi rồi thì cái việc trình bày của tôi đấy rất là thuận lợi. Thế còn bạn nào mà mới chơi hoặc là chưa có cái kinh nghiệm chơi nhiều mà nghe Khang Audio chia sẻ ở đây về chiếc Pre của chúng tôi còn có gì đó mơ hồ chưa rõ rệt thì các bạn có thể xem lại những cái video trước đây mà chúng tôi đã nói về chiếc Pre của chúng tôi, chức năng, tính năng, hoạt động, cách phối ghép. Và hôm nay trong một cái bối cảnh mà chúng tôi có cả chiếc cơ than, có cả chiếc CD, chúng tôi phối ghép giữa chiếc pao Meracus Senio 1 mono block bán dẫn kết hợp với chiếc Pre 02 của chúng tôi, và mời các bạn trải nghiệm cả hai phương diện này để các bạn thấy cái chất lượng âm thanh mà sau khi qua dề thì nó ra được cái chất lượng tốt hơn so với việc mà phối ghép với một cái dề bán dẫn. Và cái phương diện phối ghép này thì cũng là một cái hình thức gọi là hybrid kết hợp giữa bán dẫn đời mới và công nghệ điện tử analog mà chúng tôi đang mong muốn kết hợp ở đây. Và đây cũng là một cái lối chơi rất là phổ biến, khắc phục được rất là nhiều các cái nhược điểm của đàn và cũng khắc phục được rất là nhiều cái nhược điểm mà của thuần bán dẫn. Thế thì ngay sau đây thì chúng tôi mời các bạn trải nghiệm cái bài Du 9 của Bằng Kiều hát nhé. Thank you.
chẳng nhờ tiếng trăng rơi vô hình, nghe chẳng nhờ đã lăn sang, nghe chẳng như xa lúa khuya, nghe chẳng như nước tuôn trôi cả những đam mê cả xác thân tê. Nghe chẳng như mấy trăm năm qua về, nghe chẳng như có ai đưa hồn về, nghe chừng như gió đến trái cho đừng ấm, nghe chừng như ta có vui không sao vui được. Thưa các bạn, Khang Audio muốn dành những các cái phút cuối cùng của các chiếc clip này, đoạn clip này để mời các bạn trải nghiệm một cái phương diện thứ hai, là phối ghép giữa chiếc Amplipower Monoblock bán dẫn của hãng Miracus Senio 1 với chiếc Pre 02 của chúng tôi, bằng những cái đĩa nhạc và chuyên để test dàn âm thanh. Và thưa các bạn, đây cũng là một trong những các cái như ban đầu tôi nói, thì đây cũng là một cái phối ghép mà nó mang cái tính chất là hybrid, tức là cái ampli này thì là ampli bán dẫn. Chiếc dề của chúng tôi dề đèn, cho nên là nó có được cái hiệu quả rất là nổi trội, và đặc biệt là chơi với loa ba đường tiếng RFT. Vâng, thưa các bạn, thì các bạn vừa nghe cái bản đầu tiên trong cái đĩa nhạc Stereo Test Record 10 Live. Đây là một trong những cái bản nhạc mà được ghi âm trực tiếp từ các cái dàn nhạc giao hưởng chơi trực tiếp và hóa âm trên nền tảng của cái buổi trình diễn trực tiếp đó. Và các bạn nghe từ những các cái đoạn mở đầu nó rất là nhẹ nhàng, xong rồi đến cái đoạn mà vào dạo đầu, rồi đến đoạn vào cái phần khúc mà cao trào, cái biên độ âm thanh giữa cái dạo đầu đến cái cao trào nó rất là lớn. Và đây cũng là một trong những cái gợi ý của Khang Audio chia sẻ với các bạn, rằng là nếu các bạn chơi ampli đèn mà các bạn nghe những cái bản này ấy, thì nhiều khi những các cái âm thanh mà các bạn mong muốn thụ hưởng từ cái bản nhạc hay này nó chưa đạt, vì là cái công suất của ampli đèn nó còn hạn chế. Cái thứ hai là khả năng giải quyết cái tốc độ âm thanh của cái ampli bán dẫn, ampli đèn đấy, nó không thể tốt như ampli bán dẫn. Cho nên là khi mà chúng tôi phối hợp giữa một cái ampli Miracus Senio 1 này này, nó là một cái ampli bán dẫn và nó xử lý công suất bằng chip, rồi bằng những cái công nghệ mới, nó giải quyết rất tốt về độ nhanh, độ kịp thời, về tốc độ của âm thanh. Cho nên là khi phối hợp cái dề đèn thì nó làm cho cái màu sắc âm thanh nó rất là tươi. Và như các bạn biết đấy, từ cái lúc mà giới thiệu bản dạo đầu đến cao trào của một cái bản nhạc, nó giải quyết một cách rất là tốt và kiểm soát rất trật tự. Và cái điều đó chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là kinh nghiệm chơi dề đèn với ampli đèn, nó có dề đèn và power bán dẫn, nó có những cái giá trị như vậy. Và ngay sau đây các bạn nghe thêm cái đoạn bài thứ hai này, mà chúng tôi muốn mời các bạn nghe cái độ mộc mạc, độ chính xác về cái vòi cờ của khách của
Thấy chúng tôi đang test một cái bản số 2, cái bản Hindina. Cái giọng hát của ca sĩ nó rất là dày, nó rất là rõ nét và nó mang cái trung trầm rất là ấn tượng. Sở dĩ nó có được như vậy không phải là chúng tôi nói rằng là cái ampli này nó hay hay cái dề của chúng tôi nó hay, mà đây là một cái sự phối ghép giữa một cái ampli bán dẫn với một cái chiếc Braille đèn. Nó đã giải quyết được nhiều cái bài toán của một cái nhu cầu chơi âm thanh ở một cái tính phức tạp, là nó không chỉ thuần túy nhẹ nhàng tí tách tình cảm mà nó giàu cảm xúc và nó đáp ứng được tiết tấu nhanh. Và sau đây thì mời các bạn nghe thêm một cái bản nữa ở bài số 3, tiếng trầm nó rất là đẹp như vậy đấy. Vâng, thưa các bạn, bản số 3 mà Khang Audio vừa muốn test đó là một cái bản kèn. Thì các bạn nghe đấy, cái sự sống động của một cái bản nhạc mà được ghi âm trực tiếp trên cái đĩa này gọi là Stereo Test Record 10 Leaf, tức là đĩa ghi âm trực tiếp từ một cái buổi nhạc sống, và cái kỹ thuật ghi âm rất là cao. Và đấy, như các bạn nhìn thấy đây, là muốn Khang Audio muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm chơi, là nếu các bạn có một cái PAL bán dẫn, có thể là cái PAL đấy là PAL tích hợp hoặc là một cái PAL mono block đơn chức năng chỉ là khuếch đại, thì các bạn có thể chọn những cái Braille đèn. Trong đó thì cái Braille đèn Master PM02 mà Khang Audio đang bán với giá 12.500.000 là một gợi ý để cho các bạn trải nghiệm. Nếu như các bạn kết hợp giữa PAL bán dẫn với dây đèn nguyên chủ của chúng tôi thì nó chi phí nó hợp lý và nó đạt được hiệu quả rất là cao. Chúng tôi sẽ làm những cái video tiếp theo nữa để luận giải về cái sự phối ghép này, tại sao mà nó lại có thể cho được những âm thanh hay, và loa thì dùng loa gì để có thể cho được cái điều kiện chất lượng âm thanh tốt, và cái chi phí nó cũng không lớn các bạn nhé. Khang Audio xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn tại video clip tiếp theo.